Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 88, chuyện con bò Saramba. Tiền thân Saramba, hãy nói lời tốt lành. Câu chuyện này, khi ở tại xá về, bậc đạo sư đã kể về học giới liên hệ đến lời mắng chửi. Hai câu chuyện hiện tại và quá khứ giống như câu chuyện trong tiền thân Nandivisala số 28 đã nói ở trên. Nhưng trong tiền thân này, Bồ Tát là một con bò đực tên là Saramba, là một Bà La Môn trú ở Takhasila trong nước Gandhara. Nói câu chuyện quá khứ xong, bậc đạo sư là bậc chánh đẳng giác đọc bài kệ này: hãy nói lời tốt lành, chớ nói lời ác độc. Lành thay lời tốt lành, lời ác sanh ưu não. Như vậy, sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn là Ananda, nữ Bà La Môn là Ubalavana, còn Saramba là ta vậy. Ha ha ha,